Tập 1. Muộn rồi, muộn mất rồi. Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Con mà cứ tiếp tục như vậy, khéo mẹ bị con dọa cho sinh bệnh luôn mất. Có con sớm muộn cũng bị mẹ dọa cho sinh bệnh thì có. Con vừa ngủ dậy thì cái phòng toàn là đàn ông. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ? Con không phải là để nhắc nhở con hay sao? Con đã bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay cũng 30 rồi phải không? Vậy mà chẳng có lấy một người con trai. Ngày nào cũng lượn lờ trước mặt của mẹ, hễ nhìn thấy con là mẹ liền lo lắng. Vậy nên mới dán hết ở đây đấy. Coi như để tham khảo, tổng hợp tình hình, ra đường nhớ đi tìm bạn trai. Đúng theo hướng này cho mẹ đấy. Chiêu trò tìm bạn trai cho con của mẹ bây giờ ngày càng nhiều hơn rồi đấy. Diện tích kinh doanh của mẹ cũng rộng quá ha. Rộng cái gì mà rộng? Ở đây mẹ còn có một đống chi dán lên đây này. Vậy mẹ mong con tìm một người đẹp trai tiêu sái hay là giàu có? Con gái của mẹ ưu tú như vậy, tất nhiên phải tìm một tuyển thủ toàn năng rồi. Mẹ, mẹ đề cao con quá rồi đấy. Một đứa ngốc giống như con có thể tìm một kẻ không não tàn đã là tốt lắm rồi. Mẹ đừng làm cái này nữa. Mẹ có thời gian thì ủi áo giúp con đi. Lát nữa con còn đi dự hôn lễ nữa đó. Ơ kìa, mẹ còn chưa giao nhiệm vụ cho con xong đâu. Mấy năm nay có phải con tham gia không ít hôn lễ rồi không? Lần nào con cũng uống rượu mừng xong liền chùi mép đi về, cứ như không có chuyện gì ấy. Lần này thì không được nhé, con phải để ý một chút cho mẹ. Tốt xấu gì con cũng phải lấy số điện thoại của vài người khác giới. Mẹ đang nghĩ con không lấy nổi chồng hay là không ai thèm con? Ai nói con không lấy chồng chứ? Không chỉ là lấy chồng mà còn phải lấy người thật tốt, sống một cuộc sống thật dễ dàng. Mẹ ở nhà đợi tin tốt của con nha. Tiểu Tân cố lên. Ánh sáng rực rỡ chiếu lên người tôi, bên tai thì vang lên khúc nhạc hôn lễ trịnh trọng và tươi đẹp. Tôi mặc một bộ váy cưới màu trắng, và anh ấy, người nở nụ cười nhìn tôi. Tất cả mọi người đều ném về phía tôi, ánh mắt đầy ngưỡng mộ và chúc phúc. Giây phút này tôi cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất thế giới. Đây chính là chuyện mà tôi ước mơ từ nhỏ tới lớn. Anh Trương Trì, anh có muốn cùng cô gái xinh đẹp bên cạnh mình đây kết làm vợ chồng, mãi mãi yêu thương và bầu bạn cùng nhau, nắm tay cùng trải qua kiếp này, anh có đồng ý không? Tôi đồng ý. Cô dâu của chúng ta, cô có đồng ý anh Trương Trì kết thành vợ chồng? Luôn luôn kính trọng và yêu thương anh ấy, bất luận là khỏe mạnh hay ốm đau, giàu có hay nghèo khổ, vẫn luôn ở bên cạnh anh ấy cả đời. Cô Dương Sa Sa, cô có đồng ý không? Đời đã, Dương Sa Sa là ai? Dương Sa Sa là ai vậy? Ai là Dương Sa Sa? Ai là Dương Sa Sa? Chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Cậu làm gì vậy? Trời ạ, rốt cuộc mình đang làm gì trong hôn lễ của bạn trai cũ thế này? Mình điên thật rồi, mình đến làm gì cơ? Không có gì, chắc là không còn cô gái nào xui xẻo hơn người 29 tuổi vẫn còn độc thân đi tham gia hôn lễ của bạn trai cũ như mình đâu. Tôi là Du Hồ Tân, năm nay 29 tuổi, từ nhỏ đã yêu thích động vật. Vậy nên sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã mở một phòng khám thú cưng của mình. Cơ thể khỏe mạnh, phẩm chất tốt đẹp, gia đình hạnh phúc, cuộc sống vui vẻ. Thực ra tôi cũng khá hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Nhưng mà nếu buộc phải chỉ ra một điểm chưa hoàn hảo, thôi được, tôi vẫn còn độc thân. Nhưng độc thân thì sao nào? Ai nói người độc thân thì đáng chê trách chứ? Tôi không thấy vậy. Vào năm cuối cùng trước khi tròn 30 tuổi, nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là lấy chồng. Tôi, cậu ấy là Sang Sang, giống như cậu ấy thường hay nói, cậu ấy là người ngốc nghếch nhất trong số nhóm bạn bốn người chúng tôi. Lúc nào cũng chìm đắm trong phim thần tượng lãng mạn, coi mình như nữ chính không thể dứt ra. Số 2, hãy tát bạn trai mình một cái, sau đó thì hôn lại một cái thế nào? Được, em sẽ đánh thật nhẹ mà, nào lại đây. Anh yêu, anh làm sao thế? Anh sao vậy?
Bố mẹ cũng chưa đánh anh bao giờ đâu đấy. Cô ấy có một người bạn trai rất nhỏ nhen, vừa quen nhau được một tháng, cứ mơ anh ta chính là Bạch Mã Hoàng Tử. Trong câu chuyện cổ tích của mình, thôi được, sự thật đã chứng minh truyện cổ tích đều lừa gạt cả thôi. Hoàng Tử Tiệp, cậu ấy là Tần Mật Mật, bọn tôi thường gọi cậu ấy là Thỏ Mẹ. Kinh nghiệm yêu đương phong phú, vô cùng gợi cảm, thu hút người khác, nhưng mà tính tình rất nóng nảy. Tuy cậu ấy cũng vẫn còn độc thân, nhưng cậu ấy biết hưởng thụ hơn bọn tôi nhiều. Ngày nào cũng xoay vòng quanh một đám đàn ông đủ các thể loại, vui vẻ không ngừng. Đó như cách của cậu ấy, thì đàn ông không phải là nhu yếu phẩm trong cuộc sống, chỉ là dùng để giết thời gian thôi. Em yêu, em có từng đến Pháp chưa? Anh thích Paris lắm. Gọi là bên bờ sông gì ấy nhỉ? Sông Sen. Đúng rồi, chính là sông Sen. Anh thích nhất là uống cà phê bên bờ sông đó, ngắm phụ nữ Pháp, tiểu tư sản. Đúng rồi, còn cả tháp Eiffel cũng không tệ. Tuần sau em có rảnh không? Để anh đưa em đi một chuyến. Em thích mua gì thì cứ mua đó. Thẻ của anh, em cứ quẹt thẻ thoải mái. Anh đã đặt một chiếc Rolls Royce từ Monaco về đây. Chắc giờ đã về tới Hồng Kông rồi. Còn cả chiếc du thuyền của anh nữa, cũng đang đậu ở bến phà Thanh Đảo. Em yêu, anh chuẩn bị xong hết rồi. Quần áo của anh đâu? Tôi ném ra ngoài cửa sổ hết rồi. Ném rồi? Em bị điên hả? Người anh em, anh nhìn lại bản thân của mình đi. Khắp người của anh làm gì có chút khí chất Paris nào chứ. Đến đảo Bali còn chẳng thích hợp. Anh có biết bây giờ mình nên làm gì hay không? Anh nên lập tức tới hiệu thuốc mua một ít bã đậu về mà uống đi, tẩy não, tiêu chảy, rửa ruột. Như vậy anh sẽ biết khí chất của mình rốt cuộc thích hợp với nơi nào đấy. Anh tưởng mình có tiền thì muốn làm gì cũng được sao? Chiêu đó của anh chỉ lừa được mấy cô gái trẻ thôi. Muốn chơi với tôi hả? Vẫn còn non lắm. Nói tới nói lui ra là cô chơi tôi. Cảm ơn anh mấy ngày nay đã đi dạo phố ăn cơm xem phim với tôi. Cái này cho anh đó. Có chuyện này tôi không thể không nhắc nhở anh. Cái đó là tháp Eiffel, người trên cả thế giới đều biết. Sao anh có thể không biết được chứ? Về nhà đọc sách nhiều hơn đi. Sự tự tin của cậu ấy luôn thể hiện được sức hút trước mặt đàn ông, chưa từng che giấu sự phóng đãng của mình, đồng thời cũng luôn hiểu được sự khác biệt giữa dục vọng và tình yêu. Cảm ơn chị. Alo, cậu ấy là Nguyệt Nguyệt, là người duy nhất đã kết hôn trong số chúng tôi. Năm đó cậu ấy và chồng mình Trương Hải Thiên kết hôn chớp nhoáng. Mấy chị em chúng tôi đều ngưỡng mộ muốn chết. Mấy ngày nay vừa hay anh phải cùng khách hàng tới Thiên Tân một chuyến. Nam hay nữ thế? Khách hàng mà em còn hỏi nam hay nữ hay sao? Tất nhiên là nam rồi, em ngốc hả? Nhưng mà bây giờ cậu ấy lại chẳng hề hạnh phúc. Mấy cô gái đã lớn tuổi như chúng tôi đều có lý tưởng rõ ràng, đó là nhất định phải tìm được tình yêu vào chỗ dựa của mình. Xin mời chú rể tuyên thề. Bất luận sau này em có già xấu hay khó coi thế nào đi nữa, anh đều sẽ yêu em trọn đời trọn kiếp. Hay cho câu trọn đời trọn kiếp, các vị khách quan cho một tràng pháo tay nào. Tặng cho cô dâu chú rể của chúng ta đi. Hay lắm. Vậy thì chúng ta hãy cùng nâng ly chúc bọn họ yêu thương và ở bên nhau cả đời, nắm chặt tay nhau đến đầu bạc răng long. Hay lắm. Cảm động quá. Người có tình cuối cùng cũng về bên nhau. Từ giờ trở đi, hoàng tử và công chúa sẽ có một cuộc sống hạnh phúc rồi. Là cuộc sống chẳng ra sao thì có. Được rồi, sau khi kết hôn, hoàng tử vẫn là hoàng tử. Chỉ cần người phụ nữ khác xuất hiện, công chúa sẽ không còn là công chúa nữa đâu. Ví dụ máu còn nằm đó kìa. Trong phim Hàn có một câu, nói thế nào nhỉ? Cứ yêu đi, giống như chưa từng đau thương. Mình thấy chỉ cần chúng ta tin vào tình yêu thì nhất định sẽ hạnh phúc. Trái đất nguy hiểm lắm, bao giờ trong thế giới cổ tích của cậu đi. Mặc kệ cậu đấy. Tiểu Tân, nếu lúc đó Trương Trì cậu hôn với cậu và cậu đồng ý, nó không chừng người đứng trên đó mặc váy cưới đeo những kim cương sẽ là cậu. Dẹp cậu đi. Mặc kệ cậu ấy đi, mình đi vệ sinh đi. Con người của cậu chán thật đấy, toàn nhắc chuyện không nên nhắc thôi. Phải đó, phạt rượu phạt rượu. Tại sao cậu lại tới đây một mình thế? Bạn gái đâu? Đùa gì vậy chứ? Một nơi náo nhiệt như thế này có thể dẫn cô ấy tới hay sao?
thật tình chẳng thích hợp chút nào. Cậu tưởng tên nhóc này tới đây là để đi tiền mừng hay sao? Trộm không vào nhà trống, một kẻ keo kiệt như vậy đến đây là để kiếm một cô gái thôi. Những bạn gái theo rắc rối lắm, làm anh em nhiều năm vẫn là Quắc Lỗi hiểu tôi nhất. Đào Cạn Ly, lượng lờ lâu vậy rồi, cậu đã để ý ai chưa? Nhìn tới nhìn lui, phàm là người có chút nhan sắc bên cạnh đều có người đàn ông, còn lại thì giá trị cũng không quá cao, không đáng để ra tay. Tôi nói chứ, dưới lớp vỏ cầm thú này của cậu vẫn có chút nhân cách đấy. Lượn sang một bên đi, trưởng thành hơn rồi. Hướng 3 giờ. Cảm ơn. Người nào cơ? Chính là người đó, mắt to mặt baby ấy. Cũng khá đấy, ngây thơ quá, chán muốn chết. Người đó cũng không tệ kìa, người để tóc xoăn sóng to, môi đỏ ấy. Cậu không có cơ hội đâu. Ý cậu là sao? Xem thường tôi đúng không? Không phải tôi coi thường cậu đâu, nhưng mà cô gái đó vừa nhìn là biết là kiểu người chơi đùa đàn ông như trong lòng bàn tay. Cậu nói xem người này có đáng tin không? Thật ra cô gái đó cũng không tệ, cậu không thấy vậy sao? Trong sự e dè là có chút hào sảng. Cậu thích rồi hay sao? Nào uống rượu đi. Cạn ly. Nói thật lòng, cậu ăn mặc xinh đẹp tới hôn lễ của người ta làm gì vậy? Muốn chú rể nhìn thấy cậu, cảm thấy năm đó không chọn cậu là sai lầm hả? Mình không còn trẻ con tới như vậy đâu. Mình nói cậu nghe, ý mình nói là cậu hối hận việc năm đó đã từ chối kết hôn với Trương Trì hả? Mình chẳng hối hận chút nào. Nếu là bây giờ anh ấy lại quỳ xuống cầu hôn mình, mình cũng vẫn từ chối thôi. Nhưng mà nói thật lòng, cậu xem, lúc đó còn có cái gì mà không phải mình đã không lấy. Vậy mà người này bây giờ đã kết hôn rồi kìa. Trong lòng mình vẫn có chút chua xót. Chủ yếu là tới giờ mình vẫn còn độc thân. Đây chính là kiểu tâm lý mà mình hay nói đấy. Rõ ràng là bản thân không thích, nhưng hễ tới khi nó thuộc về người khác, trở thành bảo bối, mới hối hận bản thân ban đầu tại sao lại không giữ chặt. Chỉ có một từ dùng để tổng kết cậu được thôi: thấp kém. Đúng là quá thấp kém. Đôi tân nhân của chúng ta ngày hôm nay đã chuẩn bị rất nhiều quà cho mọi người. Trong tay mỗi người đều có một số liệu. Trong quá trình diễn ra hôn lễ, chúng tôi sẽ phân làm 3 lần bốc thăm trúng thưởng. Mỗi một vị khách được bốc trúng sẽ bước lên sân khấu của chúng tôi để lấy món quà mà đôi tân nhân đã chuẩn bị cho mọi người. Nhưng mà người trúng thưởng nhất định phải biểu diễn một tiết mục mới được. Giải thưởng gì thế? Bây giờ tôi chưa thể nói cho anh biết được. Tới khi bốc trúng thì anh sẽ biết ngay. Vậy chúng ta hãy cùng mong chờ xem hôm nay người giành giải thưởng đầu tiên sẽ là ai nào. Mọi người nhìn số trong tay của mình đi. Của cậu số bao nhiêu thế? Chúc mừng số 23. Ai là số 23? Là tôi. Tôi số 23. Hôm nay cô quả thật là may mắn đấy. Với phiếu đầu đã bốc được một cô gái xinh đẹp thế này rồi. Nào xin mời cô lên sân khấu. Mình có nên lên không? Cậu mau đi đi, để mình qua đó mừng rượu. Được rồi, xin mời đôi tân nhân lên trao thưởng cho cô gái số 23 của chúng ta. Nào xin mời hai vị. Nào cô gái, cô phát biểu cảm nhận khi nhận thưởng đi. Nếu đã tới rồi, vậy tôi cũng xin phép nói vài câu. Người anh em, hôm lễ này cũng khá quá nhỉ. Bạn bè thân thiết đều tới cả rồi đúng không? Có bạn bè từ xa đến chúc mừng. Chỉ thì hôm nay, tại đây, tôi xin chúc mừng hai vị tân nhân. Đầu bạc săn long, tôi xin phép cạn ly. Được rồi. Anh làm gì vậy? Em muốn say rồi đấy. Anh để em nói vài câu đi chứ. Trương Trì, cô gái này là... Cô ấy là... Cô gái, cô có thể giới thiệu cho chúng tôi được biết cô là bạn của nhà trai hay nhà gái đi. Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi muốn nói với cô dâu vài câu. Anh tránh ra đi. Cô dâu, tôi nói cho cô nghe, tuyệt đối đừng tin vào lời thề, nhất là lời thề của đàn ông. Người anh em này từ nhỏ tới lớn không có sở thích gì khác, chỉ thích thề thôi. Hơn nữa trước giờ cũng chưa thực hiện bao giờ. Cô xem, ông trời cũng có cho sét đánh anh ta đâu. Vậy nên bây giờ anh ta thề thốt trôi chảy y như đánh rắm ấy. Có chuyện gì vậy? Cô ta muốn làm gì đây? Rốt cuộc cô ta là ai vậy? Một người bạn của anh thôi. Chắc là cô ấy uống say ấy mà. Bây giờ cô ấy phải biểu diễn một tiết mục có phải hay không? Đi catchwork thì sao nhỉ? Được không? Được. Thôi được, ai sợ ai chứ. Nổi nhặt lên đi. Hay lắm. Thank you.
Được rồi, mình có quà rồi nè. Được rồi, không nói nữa. Nào, cạn ly, cạn ly. Cậu làm gì vậy? Bạn yêu à, cậu thuộc nữ chút đi được không? Sao có thể hở tí là nâng ly như vậy được? Mình làm sao? Xã hội bây giờ đều thích kiểu chim nhỏ khép nép. Người ta đang nhìn cậu kia kìa. Cái kiểu của cậu, cậu nhìn lại mình đi. Từ trên xuống dưới có chỗ nào giống chim nhỏ không? Hôm nay mình gầy thế này còn chưa đủ chim nhỏ sao? Chim vàng nhỏ này, gầy một chút thì thành chim vàng nhỏ sao? Đà điểu thì đúng hơn. Mình giống đà điểu chỗ nào? Mà sao mình phải làm chim nhỏ khép nép? Mình nói cậu nghe, người đàn ông mình muốn tìm sau này sẽ phải dựa vào mình mới đúng. Được, chúng ta cứ chờ xem. Nào cạn ly, cậu đừng uống nữa, cẩn thận lát nữa uống say đấy. Dáng vẻ của cậu khi say đáng sợ lắm. Sao nào, đừng có cản cậu ấy, cứ để cho cậu ấy uống đi. Đằng nào cũng có phải mới mất mặt lần đầu đâu, mình nhất định phải uống. Hôm nay mình nhất định phải uống cho đủ. Số tiền mình đã mừng, các cậu đừng có ai cản mình hết. Mình muốn không say không về, cậu không thể uống tiếp được đâu. Cậu định uống thật sao? Sao mình lại không uống được? Phục vụ lấy rượu cho tôi. Không cản nổi nữa rồi. Xin lỗi anh, xin lỗi anh, tôi không cố ý đâu ạ. Xin lỗi nha. Nếu như cô cố ý thì tôi đã bắt cô mời tôi đi ăn rồi. Đi ăn cũng được, nhưng mà đừng có đắt quá nha. Không có lần sau đâu nhé. Lão Đới, Tiểu Phong, đã lâu không gặp rồi. Vừa nãy từ trên sân khấu là tôi đã thấy cậu rồi, nhưng lại không tiện gọi cậu. Vừa hay gặp được ở đây. Lát nữa anh phải giúp tôi một tay đấy. Gì thế? Được không? Cậu vẫn y như vậy, cứ giao cho tôi đi. Nhờ cả vào anh đấy, yên tâm cứ giao cho tôi. Được, tạm biệt. Được rồi, bây giờ tôi sẽ công bố cho mọi người ở đây một bí mật nho nhỏ. Hôm nay có một vị khách mời rộng lượng để chúc mừng cho đôi tân nhân của chúng ta. Thêm quà ngay tại đây, chuẩn bị tặng cho mọi người một giải thưởng đặc biệt. Rốt cuộc giải thưởng này là gì? Bất ngờ chuẩn bị được tiết lộ rồi đây. Chúng ta hãy cùng xem người trúng thưởng hôm nay sẽ là ai nào. Chúng ta hãy cùng mong chờ. Được rồi, các vị hãy nhìn số hiệu trong tay của mình đi. Đó chính là... Số 11. Số 11 ở đâu nhỉ? Ở đây. Trạch Phong ở đây này. Ở chỗ bạn của tôi này. Chúc mừng vị tiên sinh này. Nào. Mời anh lên sân khấu của chúng tôi. Chúc mừng vị khách số 11 của chúng ta. Là người bị cậu tạt rượu trúng vừa nãy kìa. Cũng đẹp trai đấy chứ. Thực ra giải thưởng ngày hôm nay là một giải thưởng đôi. Bây giờ chúng tôi đã bốc thăm được một người nhận giải rồi. Vẫn còn một người nữa. Nếu là một người đẹp thì hoàn hảo quá rồi đúng không? Nào. Giải thưởng thần bí sẽ thuộc về số mấy đây? Cô ấy chính là Số 23. Số 23 đây. Tại sao lại là cô ấy nữa? Phải, sao lại là mình nữa thế? Cô cũng may mắn quá rồi đấy. Xin mời cô lên đây. Sao mình lại may mắn dữ vậy nè? Được rồi, giải thưởng đôi lần này rốt cuộc là gì đây? Bây giờ tôi sẽ công khai cho mọi người biết. Đó là một chuyến du lịch Thanh Đảo lãng mạn 3 ngày. Chúc mừng hai người. Hai người có quen nhau không? Không quen. Không quen ư? Vậy thì kích thích quá rồi đúng không? Đúng vậy. Chuyến du lịch Thanh Đảo lãng mạn trong 3 ngày chứng tỏ hai người có một cơ hội trải qua một thời gian thật lãng mạn. Nhưng mà điều kiện để giành được giải thưởng của chúng tôi, đó là phải chơi một trò chơi. Đó là hôn nhau trong vòng 30 giây. Mọi người có đồng ý hay không? Đồng ý. Hôn đi. Hôn đi. Anh Phong, anh tới rồi. Chúc mừng. Tôi qua đó trước nha. Được, hôm nay em đẹp thật đấy. Nhớ lần đầu khi anh gặp em, em còn lẻo đẻo theo sau anh trai của mình, chơi với bọn anh nữa. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Phải đấy, con nhóc năm đó đã lấy chồng rồi. À đúng rồi anh Phong,
Cô gái anh dẫn tới ngày hôm nay đó là bạn gái mới của anh hả? Cũng khá đó, có khí chất hơn người lần trước nhiều. Lần trước? Người lần trước em gặp là ai cơ? Anh nhiều bạn gái đến nỗi không còn nhớ ai nữa luôn hay sao? Anh cũng hay thật. Anh đính chính với em nha. Đó không phải là bạn gái của anh, chỉ là đối tác nữ thôi. Bây giờ anh vẫn còn độc thân mà. Em cười gì chứ? Anh đó, thái độ và tình cảm vẫn y như vậy. Anh tới tham gia hôn lễ của em, lẽ nào anh không ngưỡng mộ chút nào hay sao? Anh vào tìm chị dâu cho em đi. Em thử nghĩ xem, bây giờ người trên toàn thế giới đều đang bận yêu, không yêu với kêu ca. Anh xen vào mà làm gì? Anh thấy anh xem náo nhiệt thôi cũng tốt. Anh vẫn vì chuyện cô duyên ái năm đó mà canh cánh ở trong lòng hay sao? Anh đừng có vì một người phụ nữ mà đề phòng cảnh giác với tất cả các cô gái khác như vậy. Đã nhiều năm như vậy rồi, chuyện gì nên buông bỏ thì buông bỏ đi anh. Em có tin vào tình yêu không? Tin chứ. Sao lại không tin? Rất tốt. Thôi được rồi, em đi lo việc của mình đi. Anh vào trong một lát đi. Anh đi đi, lát nữa gặp nha. Hôm nay có chút bất ngờ đấy. Có người may mắn đến đáng ngạc nhiên luôn. Thế nào, đã lắm đúng hay không? Sao nào, mình đi cách quốc mất mặt lắm hả? Nếu là mình đã không muốn sống nữa rồi. Có gì đâu chứ, suốt ngày ra vẻ anh hùng can đảm, cứ như đó qua hồng thép ấy. Ai mà chịu cho nổi, phóng thích một chút cũng tốt mà. Thế giới tình cảm của mấy chị em các cậu thực làm cho mình lo muốn chết. Mình thân là một cô gái không có đàn ông bên cạnh, ngày nào cũng phải đi an ủi ba cô gái không có đàn ông ở bên cạnh. Như các cậu đây, mình dễ dàng lắm hay sao? Tinh thần này của mình là sao? Thật sự rất ra dáng đàn ông luôn đấy. Nhưng mà Tiểu Tân nè, lần này cậu lời to rồi đấy nhé. Lời được một cơ hội tới Thanh Đảo, trải qua tuần trăng mật với một anh đẹp trai. À đúng rồi, vừa nãy mình đi nghe điện thoại, người đàn ông đó trông như thế nào? Cao và đẹp trai lắm, rất giống nam chính trong phim Hàn Quốc. Thật sao? Vậy Tiểu Tân không phải là nữ chính phim Hàn rồi hay sao? Hai người nắm tay cùng đi dạo trên bãi cát của một hòn đảo. Gió biển thổi, trời xanh mây trắng. Mình không thèm đi với anh ta đâu, mình cũng đâu có quen anh ta. Tại sao mình lại phải đi? Cậu không cần cơ hội này thì nhường cho mình đi, để mình điên cuồng một lần. Đồ điên. Mình thấy năm nay mình nhất định phải lấy được chồng. Vậy cậu định lấy ai? Lấy cái tên nhỏ nhen đã tát cậu một cái đó hả? Đừng nhắc đến anh ta với mình nữa. Mình muốn chia tay với anh ta. Mình phải tìm một người tốt hơn anh ta cả vạn lần. Được lắm, rất mạnh mẽ. Nhưng mà biết đi đâu tìm bây giờ đây? Cậu có ai tốt hay không? Gần đây hình như chẳng có ai tốt lành thì phải. Toàn mấy hàng nát nát quá hạn thôi. Cậu muốn hay không? Đàn ông tốt đi đâu hết trơn rồi không biết. Nói thế nào nhỉ? Tình yêu là một vật xa xỉ. Có thì tốt, mà không có thì vẫn sống thôi. À đúng rồi, Trương Hải Thiên không biết mình đã về. Mấy ngày nay mình muốn ở tạm chỗ các cậu, không muốn về nhà. Được, vậy cậu cứ ở chỗ mình đi, điều chỉnh lại tâm trạng, vừa hay cũng bầu bạn với mình luôn. Thực ra thì mình rất muốn ngâm một bài thơ. Hai chú vàng anh trên cành liễu, mình đây sao chẳng có người yêu. Đôi thỏ bên nhau cùng cất bước, còn mình vẫn chẳng có người yêu. Mình khuyên ông trời nên xem lại, sao mình lại không có người yêu. Cậu ngốc quá đấy. Hỏi chàng rốt cuộc buồn đến đâu mà sao mình chẳng có người yêu. Không có, không có. Cái mà cậu đang đọc là thơ đó hả? Đúng là ngớ ngẩn mà. Ngớ ngẩn chỗ nào chứ? Đây là tinh thần AQ mà. Nào, mau cùng hô khẩu hiệu với mình đi. Chúng ta phải mạnh mẽ, độc lập, tự tôn, tự yêu chính mình. Chúng ta phải mạnh mẽ, độc lập, tự tôn, tự yêu chính mình. Chúng ta phải mạnh mẽ, độc lập, tự tôn, tự yêu chính mình. Sao lại chỉ có một mình thế này? Hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi, không còn ai khác nữa đâu.
Ngồi đi, ý cậu là sao? Triệu Khải đâu? Không phải thằng nhóc đó trốn rồi đấy chứ? Cậu không biết đấy thôi, tên nhóc đó về nhà với vợ rồi. Vợ hả? Mới mấy ngày không gặp, cậu ý kiếm đâu ra vợ thế? Tôi cũng đang thấy lạ đây. Cái này hình như gọi là lãng tử quay đầu vẫn là vàng. Cậu nói xem, cậu ta từ một cái ăn chơi đột nhiên biến thành trạch nam, ai mà chịu nổi? Thật hay đùa thế? Cậu đùa sao? Thật mà, hôm trước cậu ấy còn cho tôi xem cả giấy chứng nhận kết hôn nữa đó, làm tôi giật cả mình luôn. Đúng là tên của hai người họ. Vợ cậu ấy là một tiếp viên hàng không. Hai người họ gặp nhau thật sự rất tình cỡ trên máy bay. Nhưng ngẩng đầu lên nhìn thấy vợ mình, hai người họ nhìn nhau một cái liền rơi vào lưới tình ngay. Trời ơi, nghe tôi hình dung kìa. Sến quá đi. Thay đổi rồi. Tên này cũng được quá chứ, rất có bản lĩnh. Bây giờ chỉ có chúng ta là còn độc thân thôi. Cậu tự xem thế nào đi. Là tôi là số 23. Ai sợ ai chứ, nổi nhặt lên. Một chuyến du lịch Thanh Đảo lãng mạn trong 3 ngày. À đúng rồi Trạch Phong, một người bạn của tôi mới mở một câu lạc bộ ở công viên Triều Dương. Nói là cũng không tệ. Nếu cậu rảnh thì hôm nào chúng ta tới đó đi. Được, vậy tuần sau đi. Tôi phải đi biển một chuyến đã. Biển ư? Không phải là cậu đi chung với cô gái chơi trò chơi trong hôn lễ đó chứ? Cậu được đó. Vài ngày nữa có khi cậu lại đem giấy chứng nhận kết hôn tới cho tôi xem. Cậu nghĩ có thể hay không? Nhưng mà tôi phải nói cho cậu nghe, con gái bây giờ không nhiều người đáng tin đâu. Cậu phải cẩn thận đó. Tôi thấy vẫn là cái này đáng tin hơn nhiều. Có ngoan không nào? Alo, cậu đang làm gì thế? Mình đang ở tiệm. 6 giờ tối nay mình đã hẹn giúp cậu một người đàn ông. Lát nữa mình sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Lại giới thiệu nữa hay sao? Cậu đừng có bắt mình đi gặp nữa. Bây giờ hễ mình đi gặp đàn ông là liền thấy buồn nôn. Lần sau nếu cậu lại có chó mèo nào cần phối giống thì gọi cho mình nha. Là tại mấy người giới thiệu cho cậu không đáng tin thôi. Còn không xem lại đang giới thiệu cho cậu. Mình đã sàng lọc rất kỹ mới giới thiệu cho cậu đó. Mình nói cậu nghe, đảm bảo là hàng tốt. Bây giờ hãy nhắc tới xem mắt dạ dày của mình liền khó chịu. Cậu đừng có bắt mình gặp nữa. Lạc quan lên nào. Chỉ cần không phải tất cả mọi người đều sống trong cơn nước sôi lửa bỏng, thế giới này vẫn sẽ tươi đẹp thôi. Tiểu Tần của chúng ta là ngoan ngoãn nghe lời nhất, dịu dàng và hiểu ý người ta nhất. Mình đã hẹn người ta giúp cậu rồi. Nhớ 6 giờ tối nay nhé, tạm biệt. Alo. Alo. Mày nói xem bà dì này có đáng ghét hay không? Lại giới thiệu bạn trai cho tao nữa. Phải không? Tao còn chẳng nóng lòng nữa mà. Alo. Hôn lễ gì cơ? Du lịch trăng mật trên đảo. Một chuyến du lịch Thanh Đảo lãng mạn trong 3 ngày. Chúc mừng hai người. Người đẹp, tại sao anh lại biết địa chỉ nhà tôi? Cô đoán xem. Anh đoán xem tôi có đoán hay không? Chắc cô chưa quên chuyện chúng ta giành được một chuyến du lịch 3 ngày trên biển cho hai người đó chứ? Vẫn chưa quên. Vậy thì tốt rồi. Tôi tới đây là để xác nhận thời gian với cô. Tuần sau tôi khá bận, chúng ta đi luôn cuối tuần này đi. Đưa số căn cứ công dân của cô cho tôi để tôi đặt vé cho. Đợi đã, tại sao anh lại tự tin rằng tôi nhất định sẽ đi với anh chứ? Chúng ta còn chẳng quen nhau mà đúng không? Tôi mà đi cũng phải đi với bạn trai của tôi chứ. Ai thèm đi với anh? Cô nói cô không quen tôi, vậy sao cô lại cưỡng hôn tôi trước mặt nhiều người như vậy? Đó không phải là quy tắc trò chơi hay sao? Anh có thể từ chối mà. Sao lại là cưỡng hôn chứ? Tóm lại là tại hôm đó tôi say quá. Tôi không biết. Cô vừa nói cô có bạn trai phải không? Nếu như hôm đó tôi không nhìn nhầm thì tôi thấy người đứng trên sân khấu kết hôn với người khác đó chắc là bạn trai của cô rồi đúng không?
Bây giờ không có, mà không có đâu có nghĩa là sau này không có. Tôi nói thật cho anh biết, bây giờ tôi phải đi xem mắt rồi, rất nhanh sẽ tìm được bạn trai thôi. Tạm biệt. Cô đi xem mắt hay sao? Người đàn ông đó làm nghề gì? Cảnh sát, chuyên bắt lưu manh. Đừng đi theo tôi nữa nha. Có phải cô nghĩ tôi là người xấu hay không? Cô nhìn tôi thế này giống người xấu chỗ nào? Tôi chỉ là sợ cô gặp phải người xấu thôi, đến lúc đó sẽ thành mối hận thiên cổ mất. Cảm ơn. Hay là thế này đi, chuyến du lịch hai người này không phải là tài sản chung của chúng ta hay sao? Tôi sẽ nhường cả phần của mình cho cô. Không ngờ anh lại tốt bụng như vậy đấy. Tặng tôi luôn hả? Cảm ơn nha. Nằm mơ đi, tôi muốn cô trả tiền cho tôi. Cô muốn đi với ai thì tùy, tôi sẽ tính giá rẻ cho cô. Anh bị điên hả? Cô định đi bộ hay sao? Xa lắm đấy. Ai nói tôi đi bộ nào, tôi sẽ gọi taxi. Giờ này không dễ gọi taxi đâu, còn tắt đường nữa. Cần anh lo chứ. Cô mới đi xem mắt lần đầu hay sao? Tôi nói cô nghe, lần đầu xem mắt đi muộn là không tốt đâu. Thôi để tôi làm người tốt đến cùng, tôi sẽ đưa cô đi. Lên xe đi, tôi không thu tiền đâu. Gì mà không thu tiền? Sao mạnh não tưởng quá vậy? Tại sao tôi lại phải lên xe của anh? Tôi quen anh hả? Anh mau đi đi, đừng có cản đường. Người ngoài lại tưởng chúng ta có quan hệ gì đó bây giờ. Tôi có lòng mà cô không có dạ đấy hả? Được, thế thì cô khỏi đi, để xem cô đặt xe thế nào. Không tiện. Taxi, taxi. Cô làm gì thế? Không phải là đi xem mắt hay sao? Hẹn nhau ngoài đường hả? Cũng được, chỗ này náo nhiệt mà. Tốt lắm. Hình như bây giờ anh đang rảnh đúng hay không? Hay là anh có thể Dừng lại. Tôi không rảnh chút nào hết. Xem cô nói gì kìa. Anh xem, bây giờ tôi cũng không bắt được xe mà. Hay là anh đưa tôi đi đi, chỉ cần tới chỗ có thể bắt xe là được rồi. Làm ơn giúp tôi đi mà. Cô bảo tôi phải giúp cô thế nào đây? Tôi chỉ đang nghĩ cho cô thôi. Lỡ lát nữa người tới xem mắt cô đó nhìn thấy chúng ta thế này, lại tưởng chúng ta có quan hệ gì đó, phải giải thích thế nào đây? Tôi không thể phá hỏng hạnh phúc của cô được. Chuyện đó vừa nãy tôi nói chuyện hơi phủ với anh. Xin lỗi anh nhiều nha. Anh đừng để bụng mà. Con người của tôi toàn là khuyết điểm thôi. Chỉ có một ưu điểm là quá mềm lòng, không chịu nổi khi người ta cầu xin. Anh đồng ý rồi hả? Cảm ơn. Được, vậy để tôi đưa cô đi một đoạn. Nhưng mà chi phí, được, tôi sẽ trả. Taxi lấy bao nhiêu tiền tôi sẽ trả anh bấy nhiêu. Tôi đắt hơn taxi nhiều nha. Không sao không sao, chuyện nên làm mà. Coi như tiền công sức của anh đi. Được, cũng kiếm được một khoản lớn đấy. Nhưng mà xe của tôi hơi nhỏ, cô có ngồi được không? Chân tôi ngắn lắm. Được rồi, vừa xin. Thắt dây an toàn vào nhé. Bám cho chắc vào, ngã là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Được, anh đừng quên bật đồng hồ đó. Đi thôi. Alo, Đậu Nam. Thật ngại quá. Du Hồ Tân hơi bận việc phòng khám một chút, chắc là sẽ đến muộn một lát. Muộn một lát hay sao? Phải. Hay là hôm nay? Không sao, để tôi đợi cô ấy. Được rồi, anh lái cho cẩn thận đi. Anh làm cái gì vậy? Chắc là hỏng rồi. Kêu rồi đây này. Xe bị làm sao thế? Anh mau xem thử đi. Anh Đậu, hôm nay chúng tôi có tôm hùm tươi vừa được vận chuyển tới đây, có cần để anh một phần không? Tất nhiên rồi, lát nữa hắn mang lên nha. Được.
Rốt cuộc là làm sao vậy? Xem ra là hỏng thật rồi. Cho tôi mượn điện thoại đi. Để làm gì? Anh không có điện thoại hả? Tôi phải gọi người qua đây giúp. Điện thoại tôi hết pin rồi. Anh xem, vào lúc quan trọng lại tuột xích. Anh làm gì vậy? Cô mau nhìn xem, có chỗ nào bắt xe được thì bắt. Không thì gọi người qua đây giúp đi. Anh nhanh lên đi. Alo, alo, alo. Du Hồ Tân có đó không? Anh là ai đó? Tôi là bạn của bạn cô ấy. Tôi có hẹn với cô ấy 6 giờ tối nay. Chúng tôi sẽ... Anh là người hẹn xem mắt với cô ấy đúng không? Phải, anh là ai vậy? Anh cứ mặc kệ tôi là ai đi. Gửi anh em, tôi nói cho anh nghe. Bây giờ Du Hồ Tân đang xem mắt với tôi. Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Tôi thấy cô ấy rất tốt. Cô ấy không thấy tôi không tệ. Chắc là không đến lượt anh đâu. Anh đừng đợi nữa, mau đi về đi. Ý anh là sao? Ý tôi là sao hả? Anh còn chưa nghe rõ ý của tôi là gì hay sao? Là anh hết hy vọng rồi. Đừng có đợi nữa, mau về đi. Làm phiền anh bảo Du Hồ Tân nói chuyện với tôi. Con người của anh làm sao mà cứng đầu dữ vậy? Vừa nãy tôi nói còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Anh hết cơ hội rồi, đừng có đợi nữa. Tôi không gọi được xe, phải làm sao đây? Bên anh sao rồi? Điện thoại của cô cũng hết pin rồi. Sập nguồn luôn rồi đây này. Sao mà tôi xui xẻo quá vậy? Vậy bây giờ xe phải làm sao đây? Xe này không đi nổi nữa rồi. Không phải là có bàn đạp hay sao? Chúng ta đạp xe đi. Bắt tôi đạp hả? Xe của anh không đạp thì ai đạp? Tôi đạp chắc. Cô bị điên rồi hay sao? Cô có biết cô nặng thế nào không? Bắt tôi đạp xe tới tận Giọng Kinh hay sao? Như vậy tôi còn không trực tiếp hy sinh luôn sao? Cô vào trong xe mất rồi, ai sẽ lo cho tôi? Người làm mất thời gian của tôi có phải là anh không? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy. Đừng đi theo tôi nữa, anh tránh ra đi. Ơ kìa. Ôi, lỡ cô làm hỏng, ai sẽ đền xe cho tôi? Cái xe này sao mà nặng vậy? Cô đạp đi. Sao mà anh còn ở đây nữa vậy? Sao lại không đi đi? Tôi đợi cô đó. Đợi tôi làm gì? Không phải đối tượng xe mắt của cô đã đi rồi hay sao? Cô xem, tôi đi lâu với cô như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Cô không định mời tôi một bữa hả? Sao tôi lại phải mời anh ăn chứ? Tôi không muốn ăn. Đừng mà, tôi đang đói lắm đó. Không phải chỉ là xe mắt không thành công thôi sao? Có đến mức đó hay không? Tôi nói cô nghe, tên đàn ông đó vừa nhìn là biết không đáng tin rồi. Mới đợi có bao lâu đâu chứ, vậy mà cũng không đợi được. Cô gọi gì là đàn ông? Cô không gặp được anh ta, khéo lại là may. Tôi biết có một tiệm đồ nướng ngon lắm, chúng ta đi ăn đi. Có phải anh muốn theo đuổi tôi hay không? Tôi theo đuổi cô hả? Phải đó. Tôi theo đuổi cô vì cái gì? Vậy rốt cuộc là anh muốn làm gì đây? Tôi chỉ muốn cho cô biết tôi tên là gì thôi. Tôi là Lâm Trạch Phong. Tôi tới tìm cô. Thực ra là vì muốn nói cho cô biết về chuyến du lịch trăng mật đó. Nếu cô đồng ý với ý kiến của tôi mà đổi ý thì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Cô cũng có số của tôi rồi đấy. Được rồi, tôi đi đây. Cô đi chơi đi. Không phải xe của anh hỏng rồi hay sao?
Thật ngại quá, hôm nay tôi ra tay hơi mạnh. Tôi thực sự tưởng anh là tên người xấu đó. Còn hại anh phải tới bệnh viện một chuyến. Xin lỗi anh nhiều nha. Thân thủ này của cô, đừng nói là người bình thường, đến người từng luyện võ chắc cũng không chịu nổi đòn đâu. Tôi nghĩ nhiều quá rồi. Chủ yếu là tôi sợ cô là con gái, một thân một mình, đi đường đêm sẽ nguy hiểm thôi. Thật sự không phải người xấu đâu. Xin lỗi anh nha. Chào anh. Đây là danh thiếp của tôi là Du Hồ Tân. Nếu sau này anh bị di chứng gì đó thì cứ gọi cho tôi, tiền thuốc của anh tôi sẽ chi trả toàn bộ. Xin lỗi anh nhiều lắm. Cô đi về đi. Về đi. Anh không sao thật chứ? Vậy được, có chuyện gì nhớ gọi cho tôi nha. Được, tạm biệt.